này mình ghé vào làng Hoa Lan rất là đẹp. Lan hồ điệp này là 170.000 đồng một cây. Cái này là màu vàng đất, phía trong là màu tím. Tím này cũng là 100. Trên đây sách đâu mua cái này sách cái này là vũ nữ. Vũ nữ này thì bao nhiêu một cây đây? Giá thử coi xem nào. Cái này là thiên ngọc. Thiên ngọc này là 45.000 đồng một cây. Thiên ngọc. Hình như mấy cái này đều là hồ điệp hết hả cô? Hồ điệp là cái hồ điệp. Nó có ghi tên chưa nữa. Wow, cái này lăn rừng hết ta. Kiều. À, đây nè. Kiều nè chị Tiền ơi. Đây, kiều khi nó qua hoa là như thế này nha chị Tiền. Kiều 190.000 đồng một cây. Wow. Cái này là kiều nè nha chị Tiền ơi. Em coi coi nó để cái gì ở trong. Hình như là gió thông. Ok, ở dưới lên coi. Dưới lên thì không thấy. Đó, cái bông kiều nó ra như thế này đây. Đây là kiều 750.000 đồng là. Đây là gì đây? Trăm tám mươi nghìn đồng. Không, tốt đi. 180.000 đồng một cây. Quay một hướng nó mới là đẹp bà nha. Ơi, trời ơi, người ta đi kiếm quay một hướng cho ai mà quay như sợi lương nó không có rơm bông. Cái này là thiên nga 45.000 đồng một cây. Thiên nga. Cái này lăn gừng quá. Lăn ngọc điểm. Lăn ngọc điểm 450. Cái này là 180. Cái này lan này màu trắng. Ồ, cây bự trong này cũng 180 rồi chị. Cô ơi. Thôi để. Cô ơi. Bà đang bó quên. Rồi cô ơi. Rồi đỏ nè. Có
cũng rất là khó gói hàng chứ không phải dễ nha các bạn. Gói không khéo thì gãy thì khách hàng lại trả lại và đổi. Nếu như khách hàng không phát hiện thì họ lấy luôn đi nè. Cái nguyên chậu này là 960.000. 960.000 thì nó có rất là nhiều màu, cắm nhiều cành vô một chậu. Cái này mình thấy thì có 1, 2, 3, 4, 5 cành. 5 cành 900 mấy, bình quân thì 100 mấy cái đồng một nhánh dưới cái chậu nữa. Bây giờ mình xem cô gói cái cây bông này. Bây giờ mình đi qua phía bên đây. Đây là một hàng này là bông nháy nắng quá. Mình nhớ không lầm là nháy nắng, bông nắng nè, hoa nắng. Anh nó có để tên không ta? À, ở đây mình thấy có tên đây. Dendro Banstoda 1,1 triệu đồng. Dendro Banstoda rồi. Ông này là gì? Ông này là ngọc điểm rừng 3 triệu đồng. Ngọc điểm rừng. Rồi, vô tiếp vô đây. Trong đây thì có rất là nhiều lan cây con. Thì mình coi cái tên từng loại. Đây là trầm sáu mắt 45.000 cây. Mấy cái cây trên này là 150.000 đồng một cây. Khá là nhỏ, giá khá là cao. Mấy cây lưỡi hổ, có xen lẫn mấy cây lưỡi hổ. Đây là lan vũ nữ. Vũ nữ. Xem giá mấy em này coi bao nhiêu nha. Rồi đây, vũ nữ Thái 350.000 đồng một chậu. Rồi mình coi mấy cái bảng lăng rừng này coi bao nhiêu nha. Nói với tụi bà như thèm kem quá. Mua cái kem ăn cho đỡ thèm. Mấy cái bảng lăng rừng này có để giá không nè? Ngồi đó đó, người ta lại á. Không ngồi thấy. Đó đó, người ta dành chỗ ngồi luôn, cái kem ăn luôn, khỏi ai dành. Đây có giá đây. Ủa chưa ghi. Oh, Vanda, Vanda. Đây là Vanda. Vanda này là không cần có than bọng gì hết. Ồ, nguyên một hàng Vanda rất là nhiều luôn. Vanda. Đây là Vanda. Đấy.
Chữ V là Vanda. V đó. Van. Rễ. Xâm xuê. Rồi mình đi tiếp bên đây. Ngọc điểm 350.000 đồng. Ngọc điểm. Bê ly luôn, nguyên một vườn. Quá chừng luôn. Rồi bên đây là cái gì đây? Lan rừng. Đây cái bản lan rừng. Ok ok. Xem. Sao đang ghi tên ta? À mấy cái ông địa lan. Phải không mấy? Cái em này là địa lan. Đó, rất là nhiều màu vô cùng một chậu là cắm nhiều cành. Rồi bên đây. Thì bây giờ đó. Mê cái địa lan vàng này lắm luôn. Đa số là ở đây là cắm cái ống tiếp ha. Rồi bên đây ổ mấy à. À bữa hổm á mình đi ở quê mình là cái chú đó ông trồng cái lan này nè. Lan này ông gọi là cái gì, cái tên gì lạ lắm mà cây này cũng khá là hiếm hay sao. Ở đây rất là nhiều luôn. Bây giờ mình xoay xoay xoay, mọi người có chóng mặt không? Rất là nhiều lan. Quá chừng là đẹp luôn. Nhìn là mê luôn. Mê tiếp mắt luôn. Bây giờ mình lấy cái cây remote ra, mình kéo ra, mình quay. Mình chụp vài tấm cho mình. Wow, màu đỏ đây. Đó. Mê quá, bỏ chiếc xe ngoài đường không biết gan họ còn chiếc xe không đây. Ở bên đây xe. Wow, mấy cái góc nè mọi người ơi. Mọi người ơi. Đó. Bây giờ lấy cái cây gimbal ra nha. Lấy cái cây gimbal ra đây. Đứng trước đây rồi. Lấy được hai keo hoa đầu tiên nè. À, đây là phía sau, mọi người đang chụp hình. Thấy chưa? Bên đây.
mấy cái cổ nhỏ. Rồi mình lại tiếp tục đi ra. Hay là khách hàng chỗ đó mấy là chỗ